Vâng, rất vui khi được chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Người Đi Xe. Chúng ta cùng đến với tình huống đầu tiên trong ngày hôm nay. Ôi giời, sao đứng chụp hình ở đây này chị ơi. Ôi giời ơi, nên đi dèo qua cho cái thì đi cả đoàn như này. Lần sau chú ý nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống tại một ngã tư. Chiếc xe đang chậm qua giao lộ thì bỗng chốc, ôi giời ơi, ôi giời ơi chú ơi, chú đi đâu mà chú vội thế? Vâng, một tình huống khá là bất ngờ mà chú không đội mũ. Tí nữa thì lại oạch. Vâng, cái tình huống này mà đi nhanh tí nữa là oạch rồi. Chú đi này để đến cụ cháu cũng không đỡ được chứ. Trời ơi chú ơi. Vâng, chú đừng có đi như thế nữa nha. Các bác trong cộng đồng người thì xe đừng có đi như thế nha. Đau tim lắm. Rồi, cái gì nữa đây? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, mấy anh đạp xe đạp sao này đi vào cái làn trong đấy. Ôi trời ơi. Chạy theo kiểu gì? Thôi tôi không muốn nói nữa đâu, trong chương trình ấy tôi nói nhiều quá rồi. Thì mấy anh cứ tiếp tục nha, trời ơi. Chán lắm mấy cái anh đạp xe trong cái làn đấy. Xe nó dèo cho qua cho cái thì lại đi cả đoạn như này. Ấy, ôi trời ơi. Sao này có hai bác tự nhiên này từ đâu ra mà đi ngược chiều như thế này nhở? À tôi có một ý kiến là bây giờ ship ngay hai cái bác này đến cái đoàn xe đạp kia. Vui vậy nhở. Thế này chị này. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Vâng, một tình huống xảy ra tại một cung đường. Ở giữa là cái vạch vàng. Vạch vàng thì chúng ta không được đè, không được lấn qua các bác nha. Rồi để xem là tình huống gì xảy ra nào. Đấy. Ui trời ơi, vâng, may quá đã phanh kịp. Vâng, cái bác nào bảo là nhường tốc độ không nhường đường đâu nhỉ. Đấy, mày tí nữa đây này này. Nhanh một tí nữa nào ạch. Thế đấy chị nè. Đứng chán thật. Rồi, cái gì đây? Đấy, nhén, em Lan em là của tao đấy. Của mày đấy, em Lan của tao. Gì, gì, tí tí tí. Ý trời ơi, thôi đây là xuống mương rồi. Vâng, đây là một tình huống hai anh đang giành giật đến nhà người yêu. Không anh nào chịu nhường anh nào. Ui trời ơi, vâng, trai hiểu đi đứng kiểu gì. Thế chứ nè. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Vâng, tiếp theo là một tình huống xảy ra tại một cung đường đồng quê. Ấy, phanh đi bác ơi, phanh phò. Ui giời ơi. Vâng, đây là một tình huống cô đột ngột quá. Tí nữa thì lại oạch. Vâng, bác tài đi hơi chậm. Ôi trời, bác tài xử lý. Vâng, phanh nhỏng kìa đi. Vâng, chịu rồi. Vâng, tiếp theo là một tình huống cái gì này. Anh trai làm gì này? Ui trời ơi, làm gì đấy? À, anh trai anh mới mua được cái giày mới ấy bản anh. Thế là cho nên là anh phải trồng cái chuối đi cho nó đỡ bẩn đây. Ấy trời. Vâng, ui anh trai khỏe nhỉ. Anh trai ăn gì mà khỏe thế. Vâng, anh mới mua cái đôi giày mới, các bác thông cảm. Còn cái áo nó cũ rồi, không sao. Thế đi chứ nè. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Vâng, trong một trường thì ấy, một em gái xinh thế. Em đang tập kê vòng xuyến vòng số 8. Ê, tức là các bạn chị bà đi kiểu gì đây? Vâng, đi đứng chán thật, đúng rồi. Đúng phong cách ninja. Ây giời ơi, đi đứng chán thế. Đi giống hệt con vợ em. Vợ em đi đứng ngáo lắm, não cá vàng lắm. Các bác gặp thì, úi trời ơi, chán luôn. Vợ em mà nó lái xe, các bác chỉ có té xe ra quần. Hôm trước mặt nó bẩn thần, vừa về nó bảo hút nhầm con Vin. Úi trời ơi. Nhưng mà mặt nó rất tự tin. Lên xe mồm nói là không im phút nào ấy. Hôm trước là phóng đổ bà rào, hôm nay này phóng thẳng vào nhà dân. Cả nhà chạy ua ra sân, nó kéo kính xuống này, em nhầm chân ga. Úi giời ơi. Nhà đó là dây tính nó tha. Nó mà kiện cáo thì lại đi xa rồi. Bây giờ thì nghĩ lại buổi hồi, có ai khốn khổ để như tôi bây giờ ấy. Ngày xưa thì rõ là khổ khờ, tự nhiên lấy vợ để giờ khổ ghê. Ngày xưa đẹp trai thì miễn chê, gái theo nghi ngút để đuổi về là không đi. Bây giờ thì lấy vợ còn gì, còn gì để nói, còn gì để than. Nhiều lúc ấy, em nghĩ miên man, lấy vợ cho khổ để cho tàn đời trai. Các bác mà là con trai, đừng lấy vợ một vợ hai làm gì. Lấy về để mà làm chi? Ở mình cho sướng, cho thi vị đời. Lấy vợ là chỉ tổ tơi bời thôi.
ông mà lệch sóng nó sơi ông liền đấy. Xác định là không có tiền, có nhiều nó lấy bấy nhiêu tờ tiền. Tôi chỉ muốn chút than phiền này với loa lại các bác ở miền nơi xa đấy, nên không có gì đâu các bác nhé. Đấy, nhưng mà không, bây giờ tôi nghĩ lại rồi, bây giờ là các ông xem người thì xe, các ông nào chưa vợ là các ông phải lấy vợ đi, tôi khổ là các ông cũng phải khổ nhá, không thể như thế được. Tôi khổ rồi, tôi biết các ông cũng phải là trải qua cái sự đau khổ đấy như tôi đi. Rồi chúng ta quay trở lại với các tình huống giao thông đi. Đoạn đường này nó cũng không rộng đâu nha các bác, đi nó lại nó bình tĩnh thôi nhá, đường chỉ đủ hai cái làn xe thôi. Đấy, đến đoạn cua đấy, cua nó bắt đầu nó vượt đấy. Chị ui trời ơi, xuống mừng ui trời ơi, vâng tí nữa thì vào lề. Vâng, thế là chị này đi đứng chán chưa? Vâng, một ông xe hổ vồ ơi, đi đứng này hỏng rồi. Vâng, bác Tài này chắc sợ xanh mắt mèo rồi, chắc kéo ướt hết xe rồi. Vâng, tí nữa thì đại hoạch, may được phúc tổ 70 đời. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Rồi, tình huống tiếp theo chúng ta tại một cung đường chỗ nào nhìn quen thế. Rồi, để xem là chuyện gì xảy ra nào. Pháp Vân à, cậu rẽ à? Vâng, đây là đoạn đường ở Hà Nội, đường Vành Đai à? Rồi, để xem nào. Như đây. Ui trời ơi, bác xe 16 chỗ ơi. Vâng, một ông limousine 16 chỗ, ông ấy chuyển làn một quả khiếp thế đấy chứ đấy. Vâng, ông chuyển làn ông chả nhìn gì, ép cái xe. Nhưng mà cái bác xe có cam này thế nào mà phải chú ý chứ. Thấy những cái đứa mà nó có biểu hiện mà nó như thế này thì phải lẽ ngay chứ nè. Trời ơi, bác kinh nghiệm là còn yếu lắm. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng đến với một tình huống gì đây. Vâng, lại một tình huống đường cũng không có rộng lắm đâu. Vâng, thế là đằng trước là tắc đường rồi. Xe bên trái thì đang lối đuôi nhau đi, đằng trước thì có cái gì mà tắc nhỉ? Ui giời ơi, đấy này có một cái đồng chí là khôn lỏi. Thế này chứ nè, đâu lên để xem mặt ngang mũi dọc nó thế nào nào. Đấy, nó khôn lỏi, nó đi nào vào đây làm tắc hết cả một đoàn. À, mắt đa, trời ơi, đi đứng chán thế. Cái ông này đỏ đây này, trời ơi. Ông này chạy sang cái đường bên kia, đường của ông thì ông không đi. Thế này chứ nè. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Nhưng mấy cái tay lái này thì đau đầu lắm. Rồi, tình huống tiếp theo. Rồi, tao để ý rồi, Chiến, mày cứ cua đi. Mày cứ thẳng nói đi, tao để ý cho rồi. Ờ, kìa, cua đi. Trời ơi, để ý đường này. Chiến ơi, để ý đường của tao cái. Bán kính con này cua nó rộng, nó lớn. Rồi, lùi đi, phanh lại, xì tốc đi. Ui giời ơi, đấy, tao bảo mày rồi. Cái thằng chăn đặt cái thằng Chiến này đi đứng lên thụt. Thôi rồi, thôi, quả này là phải thuê mấy cậu lên rồi. Chiến ơi là Chiến ơi, vừa thế mày nhìn cái mương mày, mày vẫn còn cua vào được, tao chịu mày đấy. Vâng, thế là cái thằng Chiến lái xe của tôi, hôm nay tôi cho nó lái này, nó lái thế nào, nó thụt cái bánh xuống cống rồi. Thấy cái cống nó lù lù thế mà nó vẫn phi lên đấy. Thôi để tao gọi xe cậu. Thôi thế ui giời ơi, gãy thước lái bây giờ. Trời ơi, ui giời ơi. Thôi. Ui giời ơi, hỏng xe chưa? Chết ơi là Chiến ơi. Thế đi chứ nè. Rồi, tạm biệt với Chiến, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Vâng, một tình huống gì đây? Ấy. Ui giời ơi, mưa đây còn có cái bác nhập làn. Vâng, cái bác Mitsubishi nhập làn hơi chán. Thế nhưng mà cái ông xe có cam nó đi cũng chán không kém. Thấy người ta rồi, không già phanh đi. Tan thật. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng đến với một chiếc xe tập lái. Ấy, loi nhoi thế, thầy dạy trò loi nhoi thế à, trò ơi. Ui giời ơi, đừng có vượt nhá. Ui giời ơi, vâng, lối gót xe ben rồi. Đấy, thế là chứ nè. Vâng, xe ben bên này, cái xe con này nó vượt luôn, lấn làn luôn, đấy. Chắc là dạy lái xe ben hay sao chứ. Trời ơi, chán thật. Cái thành phần này không bao giờ khá lên được. Rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo. Một tình huống tại một cung đường đèo. Một cung đường đồi núi, đường bắt đầu cong cong. Cong là kiểu gì chúng nó cũng sẽ vượt cho mà xem. Đâu, đây rồi. Cái thằng đỏ này đi ra vào ấy. Ôi trời ơi, cái thằng đỏ kia gặp còn mạnh dạn được chứ, gặp cái bác xe to này không mạnh dạn được.
né ngay. Vâng, vừa rồi là những cái nội dung hay ho nhất của Ừ Thì Xe trong video ngày hôm nay rồi. Nếu các bác thấy nội dung của em hay ho, có giá trị giải stress cho mọi người thì hãy nhớ nhấn nút like, nút đăng ký, rồi nhớ nhấn nút hình quả chuông để ủng hộ cho Ừ Thì Xe nha. Và kênh làm về chủ đề giao thông cho nên là có rất nhiều những cái tình huống nó nhạy cảm, cho nên là sẽ rất nhận được rất ít tiền từ các nhà quảng cáo. Và cho nên là các bạn nào muốn ủng hộ kênh Ừ Thì Xe, các bác muốn mời em lấy cà phê thì có thể ủng hộ cho chương trình qua số tài khoản em để bên dưới phần mô tả và trên màn hình đấy các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video lần sau. Xin chào.